Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Một ngày mới, chúc anh em làm việc, học tập thật là tràn đầy sức khỏe em nhé. Trong clip hôm nay thì mình đến cho anh em cái mã code mới nhất về gọi là sự kiện Noel trong tháng 12 này. Đấy, sự kiện Noel thì nói chung là Noel là sắp đến rồi, 25 là đến Noel, còn 2 ngày nữa, đúng rồi 2 ngày nữa thôi là đến Noel rồi. Ở đâu? Không phải anh em ạ, mình nhìn nhầm vào cái giờ. Thì còn lại là nay 19 rồi, còn lại 6 ngày nữa thôi là đến Noel rồi. Không biết là anh em đã có kim cương này, đá quý cho anh gọi là cho người yêu chưa? Không, đến lúc mà kiểu như là người yêu xin đá quý mà không cho được thì nó dỗi cho cái này. Thôi chứ đúng không anh em? Đấy thì nói chung là sự kiện ngày hôm nay gọi là code ngày hôm nay là code về sự kiện ngày Noel trong tháng 12 này. Khá là anh em cũng có hỏi code từ mình nên là mình nói chung là cũng gọi là còn khá là nhiều code đấy. Anh em cứ xin thoải mái nhá. Mình cũng có thể tặng riêng cho anh em này, nếu mà anh em là fan cứng của mình nhắn tin qua game cho mình tặng riêng cho anh em một code luôn. Xin code gì mình tặng code đấy, code đá quý, có đá quý nhá. Đấy, ok thì nói chung là ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho anh em một vài cái mã code mới nhất trong gọi là cái sự kiện Noel này. Đấy, thì mình sẽ đem đến cho anh em hai cái mã code đầu tiên nhá. Xong lúc nào tí nữa mình sẽ đem đến code còn lại cho anh em. Code của chúng ta là đây, mình sẽ viết ra cho anh em nhá. Đây, nói chung là code cũng khá là nhiều anh em ạ, nên là anh em cứ thoải mái nhá. Đây, 2021 này. Đây thì đây là cái code mã code đầu tiên của chúng ta anh em ạ. Đây, mã code đầu tiên này, anh mình sẽ nhận luôn này. Quà sẽ được gửi đến hộp thư của mình nhá. Đây mình sẽ vào xem là quà gì nào. À, được một cái áo anh em ạ, một cái áo trong cái bộ lính chì này. Đây, mình cho anh em xem cái bộ đấy nhá. Đây, một cái mũ này. Rồi cái mặt này. Đấy, một cái mặt này nhá. Đó, ok, nói chung là không gọi là đẹp lắm, nhưng mà có code là được rồi đúng không? Đấy. Thì ok thì mình phải vào đưa đến cái mã code tiếp theo cho anh em. Nói chung là code thì còn cần khá là nhiều nên anh em cứ thoải mái mà xin nhá. Không đến lúc mà anh em không xin được anh em lại bảo là mình không cho. Đấy, bây giờ mình vào và nhập cái code này. Đây, nhập cái code. Đây, anh sẽ nhập cho mình một cái mã code mới này, 2021 nhá. NOT. Đây, mình viết lên màn hình cho anh em xem nhá. Đây, mã code tiếp theo chúng ta đây anh em. Anh em nhận quà giúp mình luôn này. Code này thì nói chung là mình đã sử dụng rồi, nên là nói đây là đã sử dụng nhá, không anh em lại bảo là code hết hạn này. Thì anh em nào mà chưa nhập có thể nhanh tay vào nhập nhá. Đấy, ok. Ok thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cách để anh có thể gọi là lấy được nhiều đá quý giống như mình nhá. Đây, 26.000 mình vào mình rút thêm về nick để có thể là tặng quà cho anh em luôn. Ok chưa? Sắp tới Giáng sinh rồi mà anh em không có tiền nạp đá quý game cho người yêu, đừng lo, hãy đến ngay với shop gametoweather.com. Shop có các loại vòng quay cho anh em tha hồ lựa chọn. Ở đây là có vòng quay tiền sao, vòng quay đá quý với mệnh giá gọi là đang giảm giá trong mùa Noel này, chỉ có lại 30.000 một vòng quay đá quý thôi anh em ạ, khá là rẻ đúng không? Ở đây thì mình sẽ gọi là đăng nhập lại cái nick của mình xem là mình đã nạp bao nhiêu trong gọi là bao nhiêu trong cái shop này nhá. Đây, để anh em đợi mình một đăng xuất nick ra, mình đăng nhập lại cái nick của mình cái này. Đoạn này nói chung là mình cũng khá nhanh thôi, bảo mật nói chung là uy tín lắm anh em cứ nhớ được cái tài khoản của anh em là khá là ngon rồi. Đấy, cứ nhớ được tài khoản của anh em thì anh em không bao giờ sợ mất nick trong đây nhá. Đây, tài khoản của mình sẽ nhập nốt vào trong đây rồi mình xem là trong cái nick mình nạp bao nhiêu cái tiền vào trong đây, mình đi test vòng quay cho anh em nhá. Đây, thì ở trong nick mình đang có với giá là 530.000 anh em ạ. Đấy, còn khá là nhiều tiền luôn mình đã nạp vào trong đây. Thì khi nào mà anh em mới vào shop, anh em có thể là nhấn vào con vịt ở góc bên trái màn hình này, ở dưới ấy. Đấy, nó đang bảo hello, tần nhấn vào tới như này. Thì anh em hãy nhấn vào đấy để nhận, có thể nhận nhá. Mình ở đây thì mình nhận rồi nên là nó bảo là nhận rồi thì thôi. Đấy, ok thì nói chung là anh em nào mà mới vào shop thì có thể nhấn vào con vịt để nhận quà nhá. Còn bên đây là bên góc trên là cái chỗ nạp thẻ anh em ạ. Ở đây mình sẽ test một cái vòng quay đá quý trước cho anh em này. Đấy, anh em thấy cái bảng bên phải không? Khá nhiều anh em trúng được rất là nhiều đá quý rồi nhá. Ở đây mình sẽ test nhân phẩm mình với lượt quay đầu tiên anh nhá. Đây, sẽ test luôn này. Một lượt quay chỉ tốn 30.000 của anh em thôi, nhưng mà gọi là khá, đem lại với anh em là khá được nhiều đá quý luôn. Nhân phẩm vòng quay đầu tiên của mình là được bao nhiêu anh em? Mình xem nào. Ui, được 360.000 đá quý anh em ạ. Ui, khá là nhiều đúng không? Đấy, anh em chỉ mới 30.000 mà được 360.000 đá quý còn khá là ngon gì nữa đúng không? Đây, mình test nhân phẩm vòng quay thứ hai xem nào. Xem lần này được bao nhiêu. Ui, 750.000 đá quý anh em ạ. Ui, thế là này giờ cộng lại được một tầm khoảng hơn triệu đá quý rồi. Ui, khá là ngon luôn. Đây, nhân phẩm vòng quay thứ ba này, vòng quay cuối cùng này, mình xem nhân phẩm mình cuối cùng được mấy nhá. Ui, nổ hủ anh em ơi. Đấy, 9.999 đá quý, khá là nhiều luôn anh em ạ. Đấy, đá quý thì anh em bảo sao mình không giàu đi. Một cái clip nào tầm vài trăm nghìn, vài chục nghìn đá quý không giàu không? Đấy, ok thì bây giờ mình sẽ thoát ra màn hình chính, mình quay vào chỗ rút vật phẩm, mình rút đá quý về nick của mình nhá.
Ở đây thì anh em sẽ dán là một trong gọi là một hoặc là ID game của anh em hoặc là cái tên của anh em cũng được nhá. Đây mình sẽ có rút gói tầm 9999 đi. Rút ít thôi chứ rút nhiều hệ thống nó duyệt hơi lâu ấy, anh em thông cảm giúp mình nhá. Đấy. Đây thì bạn vừa rút thành công 9999 đá quý thành công cho ID Hùng Bắn Nick rồi. Đấy thì nói chung là rút thành công rồi thì anh em gọi là sẽ gọi là quay lại game và nhận quà thôi. Anh em nào muốn có nhiều đá quý cho mình thẻ vào ngay với shop nhá. Thì đường link shop của shop này mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em. Anh em kéo xuống phía dưới và anh em nhấn vào đường link, nó sẽ dẫn anh em tới trang chủ của shop luôn. Còn bây giờ quay lại nick và quay lại nick và nhận quà nhá. Ok. Rồi ok anh em, thì nói chung là cũng gọi là khá là nhiều ông cương trong shop mình của nó còn khá là nhiều ấy. Đấy, nên là buổi live stream ngày hôm sau mình sẽ gọi là tiếp tục tặng quà cho anh em. Thì ai muốn có nhiều đá quý như mình này thì hãy vào ngay với shop nhá. Thì đường link shop mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em. Anh em kéo xuống phần mô tả rồi anh em thì nhấp vào đường link, nó sẽ dẫn anh em tới thẳng trang chủ có shop luôn nhá. Đấy, nói chung là khá là anh em xin quà từ mình thì cái đá quý trong đấy mình còn khá là nhiều ấy, nên là mình cũng gọi là không rút hết về nick để tặng quà cho anh em được. Đấy, tặng quà thì cũng không hết đường đấy đó đâu anh em, nên là anh em nào xin thêm ấy thì mình có thể tặng thêm cho anh em. Fan cứng gọi là có thể là tăng thêm từ 1.000 đến 2.050 đá quý gì đấy, khá là dày đúng không anh em. Đấy, ok thì mã code tiếp theo của hôm nay mình đến cho anh em đây. Mình sẽ nhập mã code lên màn hình cho anh em xem nhá. Đây đây cho anh em xem này. KKA này. Nói chung là mấy cái mã code nó đều có cái mã lệnh là 2020 cả anh em ạ. Đấy, code này nói chung là mình đã sử dụng rồi. Anh em nào mà chưa sử dụng có thể nhập vào nhá. Đây, anh em nào chưa sử dụng có thể nhập vào. Mình sẽ đến với code tiếp theo cho anh em luôn. Đấy, nói chung là khá là nhiều anh em gọi là xin quà từ mình thì mình chả biết gọi là cho anh em cái gì, nên là đem code đến cho anh em. Còn anh em muốn xin kim cương có thể là xin từ mình cũng được nhá. Đây, mình sẽ đem code tiếp theo đến cho anh em này. 2K. Đây, mã code tiếp theo của anh em đây anh em. Đây, mã code tiếp theo nhá. For you 2K S Star cái gì đấy, nói chung là hình như có hiệu đấy anh em ạ. Đấy thì code này nói chung là mình đã sử dụng luôn rồi, không mình chỉ nhập cho anh em xem thôi, không nghe là bảo là mình lại đưa code hết hạn cho anh em ấy. Đấy, code nói chung là mấy code này mình đã nhập rồi, mình nhập nó đúng thì mình mới nhập đến mang đến cho anh em đúng không? Thét tử không lại anh em lại bảo là code rửa mà anh em lại mang đến cho anh em thì anh em lại mắng mình chết đúng không anh em? Đây, code tiếp theo của anh em đây anh em. Nó chỉ gọi là khác nhau một tí thôi anh em ạ. Đây mình phải nhập nhận quà luôn này. Code này đã hết hạn. À code này hết hạn rồi anh em ạ. Đấy code này nói chung là hết hạn rồi. Đây mình đến code tiếp theo này. Đây anh em ơi, code tiếp theo của anh em đây. Nói chung là còn một khi như code này là code cuối cùng này. Đấy code, cái code mà kim cương này anh em nào mà chưa nhập thì có thể là thôi anh em ạ, tại code này hết hạn rồi. Đấy trước mấy hình như là mấy ngày trước mình có mang đến cho anh em ấy, nhưng mà anh chắc là anh em không nhập thì nên là hết hạn rồi. Đấy ok, code tiếp theo của anh em đây, quà đã gửi đến hộp thư của bạn nhá. Ok luôn anh em nhá. Đấy khá là dễ thôi mà lại có cả quà thế này thì nó gọi là quá tiền đúng không anh em. Đấy ok thì bây giờ mình sẽ vào trong hộp thư xem là quà gì nhá. Ui được mấy cái gì đây, được quả trứng với mấy cái bàn anh em ạ. Ui, nói chung là cũng không có cái gì hay cả, nói chung là nó cũng thế là được rồi. Ok thì nói chung là anh em nào mà có muốn có nhiều kim cương như mình này thì hãy vào ngay với shop, thì đường link shop mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em. Anh em kéo xuống phần mô tả rồi anh em phải gọi là nhập vào nhá. Ok thì nói chung là anh em nào gọi là muốn nhận quà gì từ mình này, muốn xin code gì từ mình này thì có thể là nhắn tin riêng comment game cho mình, mình sẽ gọi là lọc ra, nếu mà fan cứng mình chắc chắn nhận quà cho mình thôi anh em nhá. Ok còn bây giờ thì bye bye anh em, bye bye.